Xin kính chào quý cô chú anh chị, em bên nhà đất Phạm Duy. Và ngày hôm nay em quay cho cô chú anh chị xem một căn nhà được xây trên nền đất có mặt tiền đường nhựa. Đường nhựa của mình là đường 4m và mặt tiền nhà mình là tới 31m lận nha cô chú anh chị. Và hướng này nè, mình sẽ thông ra được với lại đường Thân Đức. Đường nhựa ở ngoài đó là tới 7m lận nha cô chú anh chị. Bên hông của khu văn hóa Tân Hiệp đó ạ. Và địa chỉ nhà của mình thuộc ấp Thân Đức, xã Thân Củ Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái sản phẩm ngày hôm nay á, thì có đa chức năng luôn nha cô chú anh chị ơi. Thứ nhất, cô chú anh chị có thể là mua để về đây xây nhà nghỉ dưỡng, vì xung quanh đây là không khí trong lành, rất là mát mẻ, trồng nhiều cây cối, với lại đất ở đây tốt lắm. Trồng trọt là cực kỳ là tốt cho cây trái, rau củ quả mình luôn. Cái thứ hai thì là mặt tiền đường nhựa, mình có thể là xây phòng trọ cho thuê nè, xây nhà nghỉ, khách sạn đều phù hợp cả. Rồi mình cũng có thể là kinh doanh buôn bán, rồi mở tiệm thuốc tây, rồi vivo luôn nha cô chú anh chị ơi. Nhà của mình thì cách trường cấp 3 Tân Hiệp là 400m, cách trung tâm hành chính công của thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành là 800m thôi. Ở đó có tất cả đầy đủ tiện ích luôn, điện máy xanh nè, bách hóa xanh nè, thế giới di động nè, Honda Nam Anh, khu văn hóa Tân Hiệp, bệnh viện Châu Thành, là tất cả đều tập trung tại đó, không thiếu thứ gì hết. Khu vui chơi trẻ em là rất là nhiều luôn. Và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi chợ đêm, rồi chợ Tân Hiệp là đầy đủ cả nha cô chú anh chị. Đất của mình thì cao ráo, sạch đẹp. Trước đất đã được đặt cống thoát nước rồi. Dân cư ở cực kỳ là đông đúc luôn, thuận tiện cho mình kinh doanh. Thì mà đất của mình thì mình sẽ bán theo yêu cầu luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào mình muốn mua mét ngang á, thì chủ sẽ bán là 100 triệu là một mét ngang. Mình mua bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mua hết á, thì có giá là 3 tỷ còn thương lượng. Mình đã có cái kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất rồi, nên pháp lý cực kỳ rõ ràng. Cô chú anh chị nào mình muốn mua hết á, thì sẽ công chứng ngay trong ngày luôn nha. Nhà mình thì bên đây chưa có tô sơn, còn cái phần mặt trước và bên trong nhà thì rất là mới như cô chú anh chị vừa mới xem. Thì đất của mình tổng cộng là có chiều ngang mặt tiền là 31m mặt tiền đường nhựa, rồi sâu vào là 20m, tổng cộng có 604m2, trong đó có 132m2 là thổ cư. Từ thành phố Mỹ Tho, thành phố Tân An về đây là tầm khoảng là 13 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị về đây là 60 km. Đi ô tô là Vivo luôn nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị thấy nè, phía trước nhà mình là cực kỳ là sáng sủa luôn. Rồi nếu mình nhìn từ ở ngoài đường, nhìn vào trong căn nhà, thì bên tay phải của mình sẽ còn lại là 10m, bên tay trái thì còn lại là 9m rưỡi. Thì cô chú anh chị thấy muốn mua như thế nào thì tụi em sẽ cắt bán theo yêu cầu của mình luôn ạ. Giá 100 triệu một mét ngang ở đường nhựa này là cực kỳ rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị quan tâm thì cứ gọi trực tiếp em, em sẽ đưa cô chú anh chị mình đi xem đất nha, và gặp trực tiếp chủ đất để mình thương lượng thêm về giá luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.